sau đó úp stein vào. Chấm hỏi nó tràn ra sao? Không, anh cứ nhìn từ từ, đẹp mắt ghê hả? Một ít lá bạc hà để nhìn đăng ký nha. Đó là cam bông hút, mời anh thử thức. Wow, không tràn luôn hả? Hay vậy chứ sao, người muốn chảy có thêm phải chảy sao? Anh uống hết là nó tự chảy rồi. Ghê hả? Như uống stein vậy. Đầu không phải nó chảy nha Thường. Anh muốn kích thích nó chảy, anh kéo lên miếng rồi được cái gì. Đó, nhẹ nhàng thôi, không tự chảy nha bạn, mình phải đẩy nó lên nó mới chảy nha.